Hôm nay mình dắt vợ mình ra tham quan cái vườn rau của mình và thu hoạch. Đó. Đây, đây đang cầm chưa? Cái dưa leo chà bá luôn. Rồi cái này già quá rồi. Ờ. Bỏ nha. Hái đi. Hái đi, hái đi để xào ăn cũng được. Tại hổm gài đợi đợi vợ qua cho vợ hái ăn chơi, với lại hái hổm gài cũng nhiều, ăn không hết cũng còn để tủ lạnh đó. Cho nên là chừa nó lại. Cái này ngon nè. Vừa vừa không no mà không vàng. Khoan khoan khoan. Rồi. Xong mấy trái này nó khúc vậy sao? Nó giống như cuối mùa rồi, nó bị đèo rồi, đẹp rồi. Nó hết đẹp rồi. Đó, nhấc luôn. Đây trái nữa nè. Trái này còn ngon quá. Hái luôn. Hái luôn, không hái nó già. Đó, hai trái đó luôn. Ok. Ừ, còn ngoài sao nữa. Ra sao hái cà chua luôn. Rồi, đây là cây đậu bắp. Đậu bắp này trái không có nhiều, lặn trái ăn trái gì đó, ăn hết trái này tới trái kia. Trời ơi, gậy nó bu nè. Cắt ngang đi. Có trái dưa leo nằm dắt ở trên đó, gỡ lộn trái khu qua. Này cho trái đậu bắp. Thấy không? Ngay tại chỉ nè. Đó nguyên cục đen đen nè. Có trái đó già chưa? Được rồi. Thôi trái hú qua để đi. Còn ở trong chổng mấy trái kìa. Cắt vô nó cong nó héo á. Để bữa hai bữa nó giờ về hái về bữa nó ăn. Rồi mấy con ve nó kêu. À, được mấy trái đậu bắp nè. Ờ mấy trái đó già rồi. Để giờ về hái đem về đi. Ôi có trái nó muốn chín luôn rồi kìa. Vàng vàng rồi kìa. Đó. Hai trái đó già đó. Ừ. Ra trái quá trời luôn, ăn không kịp luôn á. Thì sao à, ngủ quay. Rồi mấy trái dưa leo của thằng bạn mình nó quên hái rồi, xong rồi để nó già thôi, để giống luôn nè. Cái này gọi là quá lứa à. Trời ơi nó bự như trái mướp luôn nè. Ở bởi mấy trái nữa. Ừ. Quá trời bự. Tại này để giống luôn rồi. Nó bệnh, nó bệnh hai ba ngày không hái, nó bự vậy nè. Cái già này như vừa có dưa leo vừa có hú hoa nữa. Ờ trồng hú hoa nữa. Thôi ra rồi sao đi. À, cây cà của mình bữa nay trái cũng quá trời luôn rồi nè. Lại hái mấy trái dưa leo mới được. Dưa leo già luôn rồi. Dưa hấu được trái bé bé nè. Cái dây này nó tàn rồi, hôm bữa là nó muốn chết rồi nhưng mà nó gán nó gượng nó sống được, cho nên là nó có trái nhỏ chứ dưa leo già chưa. Cắt luôn đi, cắt luôn đi, vài bữa bỏ dây luôn. Ờ được trái bí đó. Ừ, trái đó cắt luôn đi. Ừ, đợt này trồng được trái bí đỏ nè đó. Bạc hà quá trời luôn. Rau muống. Ở đây cũng rau muống nữa nè. Đó. Mấy cái con cho chấu á, mấy con cho chấu rau cào nó ăn mấy cái cây đó quá trời. Thôi hái cà đi ơi. Cà lãi trái á. Chứ đừng cắt chùm lãi nó rụng mà. Giờ cắt chùm cái đó rụng á, nó rụng từ lưa hết cầm có được. Ừ. Lãi trái đi. Nhiều lắm. Chen chen trong đó quá trời luôn nè. Cái này hái này chắc được một gỗ đầy luôn á. Hổm gà đâu hái đâu. Hái mấy lần trước, ăn để tủ lạnh, ăn dần dần. Tới hổm gà không có hái nữa. Quá trời luôn, hái lè lè đi. Trong đây mũi không à. Mũi nó cắn thấy bà luôn á. Không có hái được, cái cuốn nó dai lắm. Nè. À, hái luôn cái cuốn nhỏ nhỏ đó hả? Ừ. Đó, hái được gần đầy gỗ rồi đó. Mà còn nhiều trái lắm. Đó, còn quá trời luôn nè. Đó, nó chiên chiên với góc nhóc luôn. Tại sao mình nhập chồng ưa bỏ nhát cái chân. Ăn đâu hết rồi. Hái không kịp. Ê, con mũi nó ngay chén nè. Rồi, rớt. Chết rồi. Quá trời mũi luôn. Tại bữa nay không có được nắng nhiều nè, mũi nó nhiều. Quá trời trên đây luôn nè. Vừa ở trên, vừa ở dưới.
giờ mới biết là vì sao mà người Nhật người ta trồng mấy đợt rồi, thấy người ta trồng người ta để á, ở ngoài ruộng nhóc luôn người ta không ăn á, là do là ăn không hết trái. Hái mấy bên kia đi. Hái lẹ lẹ vô để làm màu cho mũi á. Một bộ luôn. Vậy chưa? Vậy lấy hết về nha. Cà này thích ăn sống lắm. Cà ở mua cà mắc lắm. Ở đây cũng vậy. Cà nói chung là ở siêu thị bán mắc lắm. Cà vô em. Nhưng mà không biết tại sao cà thì dễ trồng nhưng mà lại bán rất là mắc. Trời luôn, một gỗ nè. Bình thường mình hái cái gỗ nhỏ này nè, bữa nay mình sang qua cái gỗ lớn này luôn, nhiều lắm, trái quá trời. Hái có cái cuốn này để nó được luôn. Nhiều quá trời nhiều luôn nè. Giờ mình ướp cá để chiên. Này ướp xả ớt hả giờ? Dạ, ướp xả ớt. Quá trời rau luôn nè. Rau này là hái ngoài đường. Này là rau dền. Rau dền này nấu canh cua ăn cũng ngon. Canh cua là hết bài luôn á. Ở nhà thường nấu canh cua, canh hến. Lâu rồi không có ăn con hến. Ở bên đây cũng có bán mà mắc ghê. Không biết hến biển hay là hến nước ngọt, mà thấy cũng có bán hến mà bán số lượng là điếm bằng con, chứ không phải là ở như Việt Nam mình bán là điếm bằng ký. Bằng lon. Ở đây ở là bằng con. Ở đây con không, nó tính. Ở bên Việt Nam mình á. À tính bằng lon, bán cái lon. Cái lon cái lít á, sau này thì bán ký. Còn bên đây là bán con, tính từng con, nó mắc. Nó mắc cho nên nó tính bằng con. Trời ơi, một hộp 200 chừng được 20 con. Mắc lắm. Nước này mình nấu để nấu canh. Đây là bông hẹ hái ngoài đường. Đây toàn là cây nhà lấy vườn không à. Bông hẹ mình xào với thịt bò với dưa leo nè. Có vợ qua ăn quá nhiều món luôn. Vừa chiên, vừa xào, vừa canh. Này là nấu với tôm. Canh tôm, rau dền, cá chiên, bò xào. Thế là xong ba món, rất là ngon luôn. Đây là cá chiên, canh, đây là đậu xào, đây là nước mắm. Mình ăn nước mắm chứ không ăn nước tương. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Đây toàn là cây nhà lá vườn không à. Có cái này giống con sâu quá nè. Cái bông. Cái bông nó nhìn tưởng nó con sâu luôn mà. Cá chiên. Cá chiên ăn với canh là đúng bài luôn á. Ngon. Cá là thật sao?
cái đồ này nấu canh ăn cũng ngon, chiên ăn cũng ngon, nấu ngót á, nấu ngót cũng được. Cái này nấu canh, nấu ngót á, nấu chua chua ngọt ngọt á. Cái này chiên ngon á. Và bữa đi có gặp cá này mua về chiên ăn. Mỗi người ăn cá hường không? Cá không? Con cá lỏ lỏ mà nó nhỏ quá, ăn nó có thịt. Đâu vậy đó? Mấy này, mấy này nhìn giống con sâu quá, bông nè. Lâu lắm rồi mới được ăn rau vậy. Bên này không có rau cây trời. Thấy có cái cọng cỏ đó nó cũng giống lắm, nhưng mà ngắt lên hủy thì nó không có cái mùi của cái cải trời. Cái cải trời nó có cái mùi vị đặc trưng lắm. Cái dầu giờ này mà nó già già nó có gai á, gai nó đậm đau luôn á. Có gai ừ. Ôi đùm đắp á. Cá chiên này ngon thì ở trong ngọt quá. Ở đây sao có cá lù đủ mà anh vợ đâu có cá lù đủ? Có bữa nay có, tại mấy lần trước đi cũng đâu có đâu. Không nhờ giờ chỉ chồng cũng có biết cái lù đù đâu. Mấy lần cơm có không à? Nó trắng trắng mà vậy nó bóng bóng. Nhìn trắng trắng cứ đầu cá nó không tươi. Ai nhờ có lộ vậy? Con cá này thịt lắm. Được miếng đậu xào à. Cái bông hẹ này nè, mình xào ăn ngon lắm. Ngọt. Ngon. Kẹp một miếng dưa leo nữa. Mấy giờ? 4 giờ mấy. Ăn cái đùi. Dạ khoái ăn sương sương. Bữa nào rảnh đi bắt mấy con cua về nấu canh. Đợi ba cái dao dâu dền đỏ có được không? Dâu dền nó lớn rồi mình bắt cua nấu canh. Dâu dền nó hình như không có bự đâu. Nó gòi gòi vậy không á. Nó nhỏ. Có vợ mình qua cả nhà. Cả nhà thấy đó, ăn 2-3 món, 3-4 món luôn. Có mình ăn. Còn có một mình ăn thì chỉ có đơn giản một món một. Ăn cho lại nghỉ ngơi đi làm. Không có nấu nhiều món. Rồi ăn không hết nữa. Bạn thấm con tôm nè. Tôm này ngọt ghê luôn. Cái bò tính đâu nó dai, nó đâu có dai đâu. Cái bò bỏ vô vậy vừa, bỏ sớm nó dài. Cái loại bò này là mình mua cái sườn bò. Sườn bò mà người ta rút xương á. Nó có hơn mỡ mỡ. Cái này nấu phở là nấu bò kho ngon lắm. Công nhận cái chỗ bên cái siêu thị nó chuyên bán cá. Nhiều loại ghê luôn. Có thấy mấy cái loại cá mà mắc tiền ở bên đây bán cũng rẻ lắm. Cái con cá gì mà nhìn nó sương sương mà đỏ lờm luôn á, nguyên con mà đỏ tươi luôn á, đỏ đậm luôn. Cái loại cá đó hình như là ở Việt Nam mình nó bán mắc lắm, ở bên đây thấy rẻ ghê. Trời ơi, bờ em thấy con cá cam, cá cam dài quá trời dài. Con cá nó thịt không luôn, cá cam nó bự rồi, có 2 con. Mà cá cam bên đây bán mắc nha. Ừ, cá cam bên đây bán mắc đi. Trước đi Phan Thiết một con 100 ha, 100 ngàn.
Nướng luôn rồi. Hình như cá càng lớn thì càng mắc. Đàn cá lớn nó hiếm. Nó hiếm cá nhỏ. Ở bên Nhật này như là thấy hình như là bán cá là con lớn là mắc, còn con nhỏ là rẻ. Cái con nhưng cá ngừ không? Cá ngừ đại dương, cá ngừ quay xanh nữa. Bên đây nó bắt được mấy con bự á, bán đắt dữ lắm luôn. Trong nhà hàng mới có. Anh đi chọc. Để mà mai nó khô ăn nó ngon. Cá chiên này mà để qua đi mà hầm lại đó ngon luôn. Chiên lại thì nó khô gan, ăn nó như cuối một vậy. Con cá vừa ướp vừa mặn tới á, ngon ha. Không mặn quá mà cũng không lạc quá, ăn với canh gan nha. Mình ướp mình để lâu quá nó sẽ mặn. Đúng rồi. Để mang ra xào nhiều nhiều đi. Cái bông nó có gai á. Có canh á, ăn canh với cái chiên đồ xào nó bị ế. Hôm trước mình đem theo tối ăn. Những món mì, ăn mì lắm lắm. Tối em thật cơm biến luôn. Phải hâm rồi. Tối là mệt với buồn ngủ. Ăn cái nóng nóng nó khỏe không? Ừ. Ăn mì nó nóng nóng, nó có nước hết. Khỏe. Ngồi nhanh gọn lẹ nữa. Ăn nóng rồi cái giống như nó tỉnh người á. Không, kết thúc. Kết thúc rồi. Rồi bây giờ, bốn mấy. Ăn xong nghỉ ngơi chút xíu đi làm là vừa. Rồi bữa nay mình đi làm ca đêm. Chồng mà hết làm ca đêm không? Chồng hết làm ca đêm không? Bình thường đêm ngày cũng được nhưng mà làm ca đêm thấy nó lẹ hơn. Tại vì thích làm ca đêm là do mình làm ban đêm á, ban ngày về mình có thể làm được cái gì cũng được. Mình đi siêu thị hoặc là mình trồng rau, mình đi đâu mình làm gì cũng được. Còn mà làm ban ngày á, sáng mình dậy sớm, muốn đi siêu thị nó đóng cửa. Tại vì chưa tới giờ nó mở cửa. Tối về á thì lại là tới cái giờ người ta đóng cửa rồi. Cũng đi siêu thị không mua gì được hết. Mà cũng không làm gì được nữa. Không có trồng cây, không có chăm sóc cây, không làm gì được hết. Còn ca đêm á thì ban ngày mình về mình làm được tất cả mọi chuyện luôn, rồi xong mình tranh thủ mình ngủ, tối đi làm tiếp. Mà ca đêm tiền thì lại được nhiều hơn nữa, mà cái thời gian nó qua nhanh nữa. Tối nhắc tối á thấy nó lẹ lắm. Dạ thì dạ thích làm ca đêm. Tại ca đêm nó vừa mát. Mà cũng tiền nhiều. Nhưng làm nó cũng mau hết giờ nữa. Ban đêm nó lẹ lắm. Với lại cái làm ca đêm ban ngày về mình thấy thời gian nó dài lắm. Cái thời gian mình ở nhà thấy nó dài, mình ngủ thấy nó cũng được nhiều nữa. Còn ban đêm thấy chập mắt cái là tới sáng cái là gì phải dậy rồi. Mà sáng nhiều khi không muốn dậy nữa, dậy trễ nữa. Không muốn dậy, sáng là không dậy lắm. Ngủ ngày nó khác. Thôi mình cũng ăn xong rồi, mình dừng clip tại đây nha cả nhà. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn trong suốt thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Rồi cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt cả nhà.